Kính thưa quý vị, Iran tiến hành các cuộc tập trận và thao diễn quân sự, tin tổng hợp từ Iran. Đài truyền hình quốc gia Iran hôm thứ Bảy chính thức loan tải các thông tin thông báo từ các lực lượng vệ binh cách mạng Iran sẽ tiến hành thao diễn và tập trận trong 3 ngày nhằm nâng cao khả năng tác chiến và phòng thủ. Khu vực phía nam quốc gia Iran sẽ là nơi được chọn là nơi tập trận. Đây là cuộc thao diễn quân sự rộng lớn, bao gồm nhiều binh đoàn thuộc các binh chủng khác nhau tập trận. Phát ngôn viên vệ binh cách mạng Iran cho biết rằng, trước sự đe dọa tấn công quân sự từ bên ngoài, các cuộc tập trận với tầm cỡ quy mô đều là cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng chiến từ các binh chủng Iran. Quân đội sẽ sử dụng những kỹ thuật hiện đại nhất trong cuộc tập trận trong 3 ngày tới.